Ngựa anh đi trước, võng làng theo sau các bác ạ. Đây là một siêu phẩm vinh quy bái tổ mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân. Được đồ gỗ Thành Luân tôi vừa dựng xong phần mộc. Đây là sản phẩm do các nghệ nhân gốc Đè, các bàn tay vàng làng Nghề chế tác. Đây là siêu phẩm vinh quy bái tổ, có kích thước dài 3m04 và rộng 1m33, dày 12 phân. Dày những 12 phân các bác nhé. Đây cái đường nét của cơ sở đồ gỗ Thành Luân bên em đang chế tác đây các bác ơi. Đấy, đây là Trạng Nguyên đây. Nhìn vào bức tranh chúng ta có thể liên tưởng ngay về khung cảnh rước hội về làng để báo hiếu, đấy là bái tổ đường các bác nhé. Đấy, người chúng tôi là xếp thành hàng ngang. Đấy, toàn bộ đường nét được đục chạm kênh bong thủ công đỉnh cao đẳng cấp này. Đấy, siêu phẩm này dài 3m04 và rộng 1m33, dày 12 phân các bác nhé. Đây là siêu phẩm đẳng cấp và đỉnh cao mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân bên em. Đấy, các bác nào quan tâm về cái mẫu đỉnh cao nghệ thuật này hãy liên hệ với cơ sở bên em theo hai số điện thoại chúng em để ở góc trái phía dưới màn hình các bạn. Đấy, siêu phẩm có 102 trên thị trường các bác nhé. Thường thường bọn em là không muốn quay thẳng ra bởi vì là hiện nay ở trên thị trường rất hay lấy trộm mẫu, lấy mẫu của bên em để sản xuất đại trà các bác ạ, để sản xuất đại trà để đánh lừa tâm lý các khách hàng không biết, không nói chung là về hay so sánh về giá thì các bác là thấy hàng giá rẻ thì các bác là cứ chê là cơ sở của bên em là đắt. Đấy, thì thưa với các bác là bên em là không muốn để lọt ra các cái mẫu độc quyền, cho nên là rất là nhiều các đơn vị hay lấy mẫu trộm mẫu của bên em, quét mẫu để làm ra với giá thành để phá giá. Thì là các bác hàng, khách hàng mua hàng hãy nên là những khách hàng thông thái, đừng để bị lừa các bác nhé. Đấy, đây siêu phẩm vinh quy bái tổ mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân bên em này. Một bên này là cây đa giếng nước Sơn Đình ở khung cảnh làng quê. Đấy, giếng nước đây, Sơn Đình đây và cây đa đây. Đấy, cây đa cổ thụ đây các bác này. Một bên là đoàn quân lính triều đình được Trạng Nguyên mở hội về làng để bái tổ đường và tỏ lòng thành kính biết ơn khi đã đỗ Trạng Nguyên các bác ạ. Đấy, khi chúng ta treo bức tranh này thì răn đe cho con người chúng ta được cái gọi là uống nước nhớ nguồn. Đấy, uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây. Đấy, cây có gốc thì cành mới cây có gốc, gốc mới bền thì là cành mới dài được các bác nhé. Cho nên là khi chúng ta đi đâu, dù đi đâu về đâu, lúc nào quê hương là chùm khế ngọt cũng phải là nhất các bác ạ, là trên hết. Đấy, đây siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân bên em đây. Các bác nào chỉ cần nhìn qua một phát là đã thấy ngay được cái siêu phẩm của bên em nó đẹp, đỉnh cao đẳng cấp như nào. Đấy, cái dáng toàn bộ các đường nét là được đục chạm kênh bong nhá, đục chạm kênh bong đẳng cấp và đỉnh cao các bác ạ. Các bác là quan tâm hãy liên hệ ngay với cơ sở bên em theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng em nhấn mạnh các cái mẫu này là hiện tại nó rất nhiều các đơn vị lấy mẫu của bên em để chế tác, thì là cũng xin thưa với khách khi mua hàng nên lưu ý cơ sở bên em là cơ sở bán hàng độc quyền, bán hàng không động hàng với cả một đơn vị nào. Đấy, rất mong các bác có thể liên hệ ngay với cơ sở bên em để được sở hữu các siêu phẩm như này. Kích thước dài 3m04 và rộng 1m33, hàng siêu dày. 3m04 rộng 1m33 và dày 12 phân các bác ạ. Dày 12 phân, 3m04 rộng 1m33, dày 12 phân. Siêu phẩm này hãy liên hệ ngay với cơ sở bên em 0967 110389 hoặc 0972 770888. Đấy, nhớ về cội nguồn. Các bác nhé. Đây. Hàng của em nó quá dày nên em không thể bàn tay vào được. Đây các bác đang nhìn qua hình ảnh, nếu mà được mục sở thị mắt thấy tay sờ thì sẽ nó khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh các bác thường thấy. Vâng, Thành Luân xin trân trọng cảm ơn các khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Bên em xin được tạm dừng cái video clip này tại đây và xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo.